Đây là anh Hai Vũ Lâm chải tóc cho em gái Hồng Loan nha cô chú anh chị. Hồng Loan chuẩn bị quay MV cùng với chị Ni với anh Sang. Thì anh Hai Vũ Lâm chải tóc makeup cho em gái Hồng Loan. Thì quay MV tại công ty thu âm của nghệ sĩ Vũ Lâm. Thì hôm nay đi quay MV cùng chị Ni anh Sang thì cũng có sự góp mặt của hai vợ chồng Linh Tý và Trâm Khôi Kiệt thì cũng có nha cô chú anh chị. Còn đây là vợ chồng Linh Tý và Trâm Khôi Kiệt. Đó, Linh Tý con của nghệ sĩ Linh Tâm. Thì vợ chồng Linh Tý và Trâm Khôi Kiệt có những cái video hài cà khịa rất là hay. Kiểu nó như vậy nó sẽ hay.
Hải Thông Hoàng Tử. Ốm gì được mà tôi ốm cho tôi coi nhiều kinh nghiệm nó nói chung là đẹp lắm chị ơi. Trời ơi anh mệt mai mốt nói nó làm gì anh nói em nó có của bà ngủ cho mình của bà ngủ cho mình trẻ ngày mai quay nhạc trẻ nè bài gì chính là cái bài gì á tớ ngủ lại gì à. Nhiều bài lắm. Bữa nào kiếm đi em chị á. Rồi bye bye cả nhà. Thì video Phúc Khang đến đây xin kết thúc. Bye cảm ơn cô vậy. Chú anh chị và các bạn đã theo dõi.